Tại sao một số quốc gia tham gia giao thông bên làn bên tay trái, một số quốc gia lại tham gia giao thông bên làn tay phải? Tại sao tất cả không đi cùng một hướng cho dễ không? Như các bạn cũng biết là một số quốc gia giống như Việt Nam thì tham gia giao thông với cái làn bên tay phải, giống như từ nhỏ bạn đã được dặn rằng chạy xe là phải chạy sát lề bên phải. Nhưng nhìn qua một số nước như là Nhật hay là Thái, Singapore, Hồng Kông thì họ lại chạy xe cái làn ngược lại là bên tay trái. Tại sao lại như vậy? Thì hiện nay trên thế giới là có khoảng 165 quốc gia là đi cái làn bên tay phải, chỉ có 75 nước là đi cái làn bên tay trái thôi. Thì câu chuyện nó bắt đầu từ thời rất xa xưa. Thì thật ra từ ngày xưa, từ thời La Mã hay là thời Anh Quốc á, khi mà chưa có xe cộ phát triển á, tất cả những con người cưỡi ngựa và những cái xe kéo thô sơ á, thì họ luôn di chuyển bên tay trái nha. Là tại sao? Thời đó đa số kiếm sĩ họ dùng gươm bằng tay phải, cho nên họ đi bên trái để chừa cái lề bên phải, để khi mà gặp kẻ địch họ có thể rút gươm ra đánh rất là dễ dàng. Còn nếu mà ông mà đi bên phải thì làm sao mà rút cái kiếm bằng tay trái được, đúng không? Không lẽ cầm cái kiếm đánh qua như vậy nó rất là ngược. Cho nên vào thời đó tất cả mọi phương tiện đều đa số di chuyển bên tay trái. Cho đến một sự kiện đặc biệt là ở Pháp, tất cả những cái người quý tộc, những người có tiền cưỡi ngựa thì họ sẽ đi bên tay trái và họ bắt dân nghèo, dân thường đi bên tay phải. Nhưng mà các bạn cũng biết rồi đó, quý tộc thì ít, dân thường thì đông. Cho đến khi có một cuộc cách mạng lật đổ cái chế độ của ông vua Louis XVI thì lúc đó người dân nổi dậy tấn công tất cả quý tộc và những người có tiền. Thì lúc đó những người quý tộc sợ quá cho nên họ phải đi vô cái làn bên phải luôn để họ có thể trộn lẫn với dân mà không bị phát hiện. Từ đó nước Pháp có cái thói quen hình thành đi cái lề bên phải. Và thế là trên thế giới bắt đầu chia ra hai luồng, ai theo Anh thì sẽ đi bên trái, ai theo Pháp thì sẽ đi bên phải. Và đến năm 1794 thì Pháp ra một cái đạo luật là bắt tất cả những người tham gia giao thông phải di chuyển làm bên phải. Và vào cái thời gian mà ông Napoleon lên ngôi thì ổng ra sức bành trướng cái nước Pháp, ổng đi chiếm khắp nơi trên thế giới. Nên những nước thuộc địa của Pháp thì bắt buộc phải theo cái đạo luật đó và phải tham gia giao thông bên tay phải luôn, giống như Pháp. Thì lúc này tập thể những cái nước chống lại Napoleon, lớn nhất là nước Anh, tiếp theo là Áo, Hung, Bồ Đào Nha v.v. thì họ lại không thích làm cái chuyện giống như Pháp và họ muốn theo Anh. Thì lúc đó Anh di chuyển bên tay trái và thế là những cái nước đó tham gia giao thông bên tay trái. Còn ở Mỹ thì không chịu sự ảnh hưởng của Pháp hay là Anh, nhưng mà những người dân của Mỹ thời đó thường dùng ngựa để kéo xe. Thì họ trên một cái xe kéo có rất là nhiều ngựa, khoảng 4-6 con ngựa. Thì cái người điều khiển con ngựa họ không có ngồi trên cái xe, thời đó cái xe chưa có chỗ ngồi, cái xe chỉ để chở hàng thôi. Họ ngồi trên con ngựa cuối cùng ở bên tay trái. Là tại sao? Là tại vì để cho tay phải dễ cầm roi đánh ngựa. Và vì lý do đó cho nên họ luôn di chuyển bên tay phải để nhìn cái xe ngược chiều bên trái cho dễ, chứ nếu họ di chuyển bên trái thì họ sẽ bị vướng cái tầm nhìn. Cho nên nước Mỹ thời kỳ lập quốc cũng đã hình thành được cái thói quen đi xe bên tay phải. Và trùng hợp trong cái thời gian lập quốc đó thì dân châu Âu di chuyển vào Mỹ sống rất là nhiều và họ đã quen với cái thói quen đi bên tay phải rồi, nên nước Mỹ dần dần hình thành thói quen lái xe bên tay phải. Và bắt đầu từ thế kỷ 19 thì cái xu hướng lái xe bên tay phải nó nở rộ ra khắp thế giới. Chỉ có nước Anh là họ bảo thủ, họ không chấp nhận cái chuyện đó và họ ban hành một cái đạo luật là bắt buộc mọi người phải tham gia giao thông bên tay trái, ngược lại với phần lớn của thế giới. Thì như ai cũng biết rồi, vào khoảng thế kỷ 19 tới thế kỷ 20 thì Pháp ra sức xâm chiếm một số nước nhỏ, trong đó có một số nước Đông Nam Á như Việt Nam, Campuchia. Đó là lý do tại sao Việt Nam mình di chuyển bên tay phải, là vì bị sự ảnh hưởng của Pháp. Thời đó Pháp xâm chiếm Việt Nam vào đây, họ xây đường xá và họ áp dụng cả cái luật giao thông của họ vào trong Việt Nam luôn. Và có một điều thú vị là cái luật tay trái tay phải này áp dụng cho cả đường sắt và đường thủy luôn. Thậm chí hãng hàng không FAA của Mỹ cũng đã quy định luôn là hai máy bay đối đầu nhau thì phải né về bên phải của mình. Tức là ở Mỹ cái luật này áp dụng cho cả hàng không.